Xin chào tất cả quý vị cô chú anh chị quay trở lại với kênh Viết Phú. Hôm nay thì em lại tiếp tục quay trở lại cái quán đồ gia dụng để mua một cái nồi cơm Yoji Rushi 1.8L khác cho một anh ở bên Hà Nội. Thì từ khi mà em đăng cái video mua cái nồi cơm 1.8L cao tần cho anh sửa ở trong Biên Hòa Đồng Nai thì cũng có một số anh chị em có chú có nhắn tin gọi điện là mua cho một cái nồi 1.8L cao tần về nấu cơm. Thì em ra để tìm để mua một cái như cái em mua cho anh sử trong Biên Hòa, nhưng mà nó duy nhất còn một cái trưng bày dưới này thì nó hết mất hộp rồi nên là không có. Thì em lại vừa hỏi ý kiến của anh khách thì là nó em lại mua cho đây, nó có một cái nồi cao tần khác nhưng mà màu trắng, con này thì nó cũng là 1.8L như nhau, dung tích như nhau. Nó khác là cái này 30 phút thì chín, còn con này thì là 27 phút thì chín. Đấy thì cũng là cao tần IH cả. Đấy thì nồi cơm trong của nó cũng rất là dày. Thì em đã hỏi ý kiến của anh đấy, thì em tự nhiên sẽ mua cho anh ấy. Còn cái này thì cũng là một cái nồi 1.8L khác nhưng không phải là cao tần, nồi cơm thường nên thôi em không hỏi ý kiến của anh đấy. Nồi cơm thường này nó cũng nấu rất là ngon, ký túc em cũng nấu có một cái nồi như vậy. Nó nấu rất là ngon, kể cả không phải là nồi cao tần luôn. Thì tí em sẽ lấy con nồi cao tần IH này cho anh bên Hà Nội. Thì nhân tiện hôm qua có một số anh có hỏi là quay mấy cái. Đây, con này nó có ở dưới, nên là có hàng mới đây, nguyên hộp. Nguyên hộp lại thì nó sẽ an toàn hơn và nó sẽ đẹp hơn khi về Việt Nam. Nguyên hộp nguyên siêu em chưa bóc. Đây, có một số anh có bảo là quay mấy cái máy xay sinh tố. Đây thì em sẽ quay mấy cái này cho các anh chị và cô chú cùng xem theo dõi, và quan tâm sản phẩm nào thì em sẽ mua giúp. Đây ví dụ có cái máy này thì máy xay tố cầm tay thôi, mấy hãng Yamazen cũng là một cái hãng nội địa của Nhật về chuyên sản xuất các hàng điện tử gia dụng thì rất nổi tiếng. Đây một cái hãng một cái máy xay sinh tố hoa quả này, Yamazen cầm tay rất là mấy cái cầm tay rất là gọn, chạy bằng pin sạc luôn. Thì ví dụ cái tí này Yamazen IMG 160 này thì nó có giá khoảng tầm 400.000 hơn bên này đấy, 400 khoảng tầm 440 ở thuế. Thì vận chuyển về Việt Nam thử nó tầm mất 100.000 nữa thôi, tầm 550. Cái cầm tay này có thể xay được cái bột ngũ cốc, cái bánh mì cái thứ. Cái này thì quay tham khảo chắc là cũng có bằng ít nhu cầu. Đây là một cái Yamazen 401 IMB 401, con này xay 400ml hoa quả các thứ, cầm cũng là cầm tay, và con này có dây cắm điện chứ không phải là một cái cầm tay như bên kia nữa. Nó có hai cái đầu xay đi kèm vậy. Con này có giá khoảng tầm 620.000 ở bên này, gửi về Việt Nam thì nó mất tầm khoảng 1 triệu. Con này nó cũng tặng tầm hơn 1 cân, chưa kể cả cái phụ này nữa, cả hộp cả thứ. Công suất 130W 400ml. Tiếp theo là một con máy khá là quái dị, máy đánh cầm tay, máy xay nhưng mà nó lại ở dạng cầm tay đánh chứ không phải là ở cái cây nó úp xuống, mà là cái cần nó chọc xuống này nó đánh. Đây có hướng dẫn sử dụng vậy. Con này 150W, thời gian sử dụng đánh là 1 phút, và giá nó khoảng tầm 550 ở bên này. Con này thì không phải không được, người mình không dùng quen lắm, không tiện lắm. Đây có một cái máy có bình này bằng thủy tinh, mã là MX903, không phải là của Yamazen mà là của gì đây. Không thấy hãng ghi trên cái sản phẩm này. Hãng của nó là gì đây? Mikisa. Mikisa cái Amiru Mikisa là cái tên của cái máy sinh xay này, sinh tố này. Đây thì 250W 600ml. Khoảng tầm 600.000. Và bên này có một cái IMC 801 của Yamazen. Con này thì có phím bật phím tắt như các cái máy thông dụng ở Việt Nam mình. Con này nó nặng tầm 2 cân đấy,
nếu mà cả hộp chắc phải 2 cân. Và nó có giá tầm hơn 700.000, công suất nó là 150W và 800ml. Đây thì nó chỉ có ghi hình mô tả là chỉ xay hoa quả thôi, chứ không có thịt. Còn sang bên đây thì là một con TM856 với kép, nó giá tầm 800.000, 240W với dung tích xay là 1L của hãng Tedcom. Hãng Tedcom Full Nature. Con này dung tích 1L, bình khá rất là to bằng thủy tinh nhá. Con này công suất là 240W với dung tích 1L nha các bạn. Tedcom. Đây là cái hình mẫu của nó. Sang bên này là một con công suất 200W có giá 800.000 của thằng Tedcom khác. Có cái kiểu dáng khác với những loại kia. Con này thì nó cũng không thấy ghi ở đây, chỉ có thấy xay rau củ quả thôi, chứ cũng không thấy có nhắc đến thịt thà gì ở trong này. Cái bình của nó trong này thì cũng cái răng của nó không trồi lên, nó cũng không xem được trong nó có thể là xay được thịt hay không. Còn ở bên đây, bên này thì một cái này thì bằng nhựa, đây cũng chỉ là ép hoa quả, xay hoa quả thôi. Tedcom 320W, mã là TK212 với kép. Bên này cũng cái loại Tedcom khác, mã của nó là TK441 với kép, 170W, giá là 1.300.000. Con này thì có vẻ là hầm hố hơn. Cái lưỡi dao của nó đây có thể thấy được nó vàng ở bên dưới. À, nhưng mà cái cần nó bằng nhựa thì cũng có thể khó xay được thịt tà. Vì nó không có. Đây, chúng ta nhìn bên dưới này. Con này là con 441. 441 thì nó có cái hộp của nó đây. Nó không có ghi ngoài này là thịt thà hay là rau củ gì, chắc là chỉ có rau củ thôi. Vậy là ở đây thì không có cái nào có thể xay được thịt. Đấy thì nó có mấy cái hướng dẫn sử dụng của nó, như kiểu là mấy cái thức ăn này, có cái chức năng là nhào trộn rồi làm thức ăn, làm thức ăn để ăn cơm. Đấy thì không có cái nào để có thể xay được thịt. Nó sẽ qua xung quanh xem có thế nào không. Đây là mấy cái máy nướng làm bánh mì hay gì gì. Cũng không có cái nào để xay thịt đó. Sao tôi đi đến quán khác quay mấy máy xay thịt cho bác xem. Nhân tiện có mấy anh có hỏi về mấy cái máy đun nước thì em cũng mấy cái máy bình đun nước, nhân tiện thì em quay luôn. Mấy bình này thì nó giá nó cũng dao động, mấy cái bình nhỏ ở siêu tốc này nó giá dao động từ khoảng tầm 400.000 đến 700.000 một cái. Trên này là mấy cái máy pha cà phê trước em quay rồi ấy. Đấy thì mấy cái máy bình nước này thì 1.2L 900W, nên 110 giây thì nó sẽ sôi 140ml. Hãng của nó thì là của hãng Kutoru là nó viết bằng chữ tiếng Anh của cái chữ gì, không có tên tiếng Anh của nó nên là em cũng không biết được. Mấy hãng này thì thôi, mấy cái này thì mua Việt Nam bình 100.000 chắc là được dùng được rồi, cần phải mua mấy đồ bên này về làm gì cả chắc là nó cũng hơn tỷ thôi, nhưng mà cái tiền nó cao hơn chưa kể vận chuyển nữa. Cái này thì sang mấy cái bình nóng lạnh, mấy cái bình đun nước kiểu này có bơm kiểu này thì nên mua của Nhật này. Cho vật bình thì nó không có. Cái này thì có ấn nút này thì nó cái bơm nó sẽ đẩy nước ở dưới này lên. Và cái nước nó ra vòi đây. Giữ nhiệt thì cái này rất là tốt, có việc cắm liên tục. Đây ví dụ như một cái bình như vậy. Cái này tương tự như cái dạng ở Việt Nam mình hay dùng. Đây là có hai cái là mở, cái này khi nào mở bên mà xanh này ra thì nghĩa là bảo là có nước. Ở bên đỏ này thì là hết nước, kiểu vậy. Đấy, thì nước này cắm vào đây và vẫn có cái máy bơm. Khi nào mình ấn vào đây thì bơm nó sẽ là đây, bơm nó sẽ đẩy nước từ dưới này lên. Rất là hay. Khi kể cả một số bên này nhiều cái nó hỏng vẫn tận dụng cái bơm đấy để làm những việc khác. Giá con này thì tầm 900.000, có bình 2.2L, giá có công suất là 650W.
đấy, và 21 phút thì sẽ là sôi 2 lít 2. Đây có một cái 2 lít 2 cái 700W. Cái hãng của nó thì có Jujirushi nhá. Jujirushi thì là cái hãng nổi tiếng rồi, nên là không cần phải quảng cáo gì nhiều. Còn cái vào đây là của Peacock. Cái này Jujirushi thì nó đắt hơn của Peacock khoảng tầm 400.000. Cái này cũng 2 lít 2, công suất 700W, nó cao hơn thằng này 50W. 24 phút thì sẽ chín 2 lít 2, nó sẽ sôi 2 lít 2. Cái này thì rất tiện, có cái nút đây thì có cái tờ này có cái que thăm nước trong này, nó báo nước đến đâu luôn. Bơm này nó sẽ bơm nước ở dưới này lên, rất là tiện. Nó ấn vào đây nó khóa, nước không chảy được, khi nào mở khóa ấn đây thì nước sẽ mới ra đấy, kiểu như vậy. Bên này là một con khác 3 lít rất là to, cũng của Jujirushi, 700W, 31 phút thì sẽ chín 3 lít, sẽ sôi 3 lít. Có giá khoảng tầm 1,6 triệu, hơn 6 tỷ. 2 lít sẽ nó nặng khoảng tầm hơn 1 cân đó, 1,5 cân gì đấy. Đấy, nó rất là tiện. Và trên này là một con Jujirushi khác 4 lít, giá tầm 2 triệu, chưa đầy 2 triệu, 1,9 triệu. Đấy, 3 lít nước. Đựng cái này thì nó sẽ 40 phút nó sẽ chín 3 lít này, nó sẽ sôi 3 lít này, 700W. Đấy, thì trên này thì có mấy con công suất cao hơn. Đây còn con 985W, 35 phút sẽ sôi 5 lít. Đấy, con này là đại dung lượng, đấy là dung lượng lớn nhất 5 lít. Của thằng này là hãng gì đây? Không thấy hãng gì, đây là không hãng gì luôn. Không biết là nó của hãng gì. CD BP50. Chứ không thấy ghi của hãng của Tiger hay sao? Không phải là Tiger, Tiger là bên này, Tiger là con 3 lít này. 3 lít của Tiger lại cũng ra 2 triệu. Đây. Đây là một số con máy xay sinh tố và cái bình đun nước. Nhưng một số anh chị có hỏi thì tiện em quay luôn. Nên là có anh chị nào có quan tâm thì cứ nhắn tin vào Zalo Facebook. Zalo Facebook em để ở dưới phần mô tả video, phần giới thiệu video, giới thiệu sản phẩm ở dưới. Đấy thì rất cảm ơn quý vị anh chị cô chú đã theo dõi ủng hộ và ủng hộ với Phú trong thời gian qua. Và hy vọng tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới. Em xin chân thành cảm ơn. Và hẹn gặp lại trong video lần sau.